Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình sáng nay. Ngân hàng HSBC Fitch nhận định năm 2022 tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể đạt từ 6,5% đến 7%. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tập trung tổ chức sản xuất kinh doanh với những giải pháp thích ứng một cách an toàn, linh hoạt với dịch bệnh COVID-19. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thanh Hóa tăng cường đảm bảo giao thông trên quốc lộ 10. Thưa quý vị và các bạn, trong báo cáo cập nhật của các tổ chức quốc tế vừa công bố, ngân hàng HSBC Fitch nhận định năm 2022 tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể đạt từ 6,5 đến 7%. Theo báo cáo của HSBC, doanh thu bán lẻ của Việt Nam trong tháng 1 năm 2022 tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá lương thực thực phẩm vẫn ổn định, dự báo lạm phát cả năm ở mức 3%. Bên cạnh đó, sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, một trong những động lực tăng trưởng của Việt Nam, đã phục hồi mạnh mẽ. Chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI tăng cao nhất trong vòng 9 tháng qua, cho thấy dấu hiệu sản lượng công nghiệp mạnh mẽ trở lại. Ngoài ra, Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia đứng đầu khu vực và trên thế giới về độ phủ vaccine phòng COVID-19. SHBC nhận định kinh tế Việt Nam đã khởi đầu trong năm 2022 bằng những bước đi vững chắc được thấy rõ trong số liệu thống kê tháng 1. Các nhà hoạch định chính sách kiên trì theo đuổi chiến lược sống chung với virus khiến cho tâm lý tiêu dùng tăng cao trở lại, giúp bức tranh tiêu dùng nội địa khởi sắc. HSBC cũng đánh giá động lực tăng trưởng chính của Việt Nam là sản xuất đã bắt đầu chứng kiến những bước phục hồi mạnh mẽ khi tình hình thiếu hụt lao động tiếp tục được cải thiện. Chính phủ vừa phê duyệt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025. Chương trình phấn đấu đến năm 2025 nâng cao nhận thức của khu vực tư nhân về vai trò ý nghĩa và tầm quan trọng của kinh doanh bền vững. Về mục tiêu cụ thể, phấn đấu hỗ trợ khoảng 10.000 doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững, góp phần đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 5 đến 7% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc, tăng năng suất lao động bình quân khoảng 7% một năm, hình thành cơ sở dữ liệu và phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bền vững. Chương trình được thực hiện trên phạm vi toàn quốc trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025. Đối tượng là các doanh nghiệp khu vực tư nhân thực hiện kinh doanh bền vững. Thông tin tới báo chí, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, dự kiến cuối quý 1, đầu quý 2 năm 2022 sẽ công bố vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi. Hiện Việt Nam có 3 doanh nghiệp nghiên cứu vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi gồm Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung tâm Navetco, Công ty Cổ phần Tập đoàn RTD và Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam. Bên cạnh đó, Học viện Nông nghiệp và Viện Thú y cũng triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong việc nghiên cứu loại vaccine này. Đến thời điểm này, công tác khảo nghiệm đã xong. Hội đồng của Cục Thú y đã họp và lãnh đạo của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đã trực tiếp chỉ đạo. Trong bối cảnh dịch bệnh do virus trên đàn gia súc gia cầm xảy ra thường xuyên và diễn biến nghiêm trọng, thì hướng phòng bệnh cho vật nuôi bằng vaccine ngày càng cấp thiết hơn bao giờ hết. Đặc biệt là những sản phẩm được sản xuất tại thị trường nội địa để đáp ứng trên đàn vật nuôi sớm và kịp thời. Đây cũng là cơ sở để vực dậy ngành chăn nuôi trong nước vốn đã phải chịu tổn thất nặng nề từ dịch tả lợn châu Phi. Theo báo cáo của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp tại Việt Nam, Thanh Hóa hiện đang là tỉnh có quy mô bất động sản công nghiệp lớn nhất tại miền Trung. Hiện nay Thanh Hóa cùng với Bình Thuận, Nghệ An, Quảng Nam và Quảng Ngãi đang là 5 tỉnh dẫn đầu, chiếm hơn 60% tổng thị phần bất động sản công nghiệp toàn khu vực miền Trung. Toàn tỉnh đang có 12,1 nghìn hectare đất quy hoạch, chiếm 19% thị phần toàn khu vực. Theo số liệu tổng hợp, thị trường bất động sản công nghiệp miền Trung đang có khoảng 260 dự án khu công nghiệp được đưa vào quy hoạch, tổng quy mô là 62,8 nghìn hectare. Trong đó, khu công nghiệp Nghi Sơn, Thanh Hóa là khu công nghiệp có quy mô diện tích dẫn đầu khu vực, với mức thị phần là 14,4%, tương đương với 9.057 hectare. Với quy mô kinh tế đứng thứ 8 và phát triển theo hướng công nghiệp hóa, VCCA cho rằng trong tương lai gần, Thanh Hóa sẽ có sự phát triển mạnh mẽ về bất động sản công nghiệp, nhiều tiềm năng trở thành một trong những khu công nghiệp lớn của cả nước. Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thị xã Nghi Sơn vừa triển khai kế hoạch giải phóng mặt bằng năm 2022. Theo đó, năm 2022, thị xã Nghi Sơn được giao thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với 69 dự án với tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng là 476,16 ha. Để phấn đấu hoàn thành từ 98% trở lên nhiệm vụ giải phóng mặt bằng được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, thị xã Nghi Sơn tiếp tục tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy Đảng, chính quyền, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, điều hành quyết liệt, thực hiện kiểm tra đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng. Cùng với đó là phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền,
hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư với các chủ đầu tư dự án, tạo mọi điều kiện thuận lợi đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đáp ứng được yêu cầu tiến độ đầu tư dự án. Xác định và giao trách nhiệm cụ thể gắn với trách nhiệm trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, công tác thu hồi đất từ thị xã đến cơ sở, đồng thời phối hợp tuyên truyền vận động, giải thích, thuyết phục nhân dân ủng hộ và chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 được tỉnh Thanh Hóa xác định là năm hành động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Bám sát định hướng này, hiện nay các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tập trung tổ chức sản xuất kinh doanh với những giải pháp thích ứng một cách an toàn, linh hoạt với dịch bệnh, đảm bảo hiệu quả, qua đó lấy lại đà tăng trưởng cũng như đón đầu cơ hội mới trong năm 2022. Những ngày này, không khí lao động sản xuất tại doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu hàng thực phẩm này rất khẩn trương, nhộn nhịp. Đại diện doanh nghiệp cho biết đơn vị vừa nhận thêm được nhiều đơn hàng lớn. Bởi vậy, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đơn vị đã thực hiện tầm soát COVID-19 cho toàn bộ người lao động để đảm bảo nhân lực ổn định sản xuất. Cùng với đó, với tinh thần thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch bệnh, doanh nghiệp đã xây dựng các phương án hoạt động với từng tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, đẩy mạnh phát triển hệ thống bán lẻ để đón đầu xu hướng phục hồi của nền kinh tế trong nước. Tín hiệu của đầu năm mới thì cũng rất là khởi sắc, lượng hàng bắt đầu ra nhiều. Cái sản lượng nó tăng dần trên cơ sở cái phòng chống dịch cũng như cái mở cửa dần từng bước thì công ty thì cũng chuẩn bị các cái điều kiện đầu tư mở rộng sản xuất, tăng thêm cái nguồn hàng phục vụ cho thị trường nội địa và tiến tới đấu mối lại cái thị trường xuất khẩu, thì chắc chắn về tăng trưởng của năm 22 nó sẽ vượt năm 21. Năm 2022, trong bối cảnh dịch COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều xác định tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa chủ động phòng chống dịch bệnh, vừa tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, duy trì ổn định việc làm cho người lao động. Tùy thuộc vào mỗi lĩnh vực kinh doanh điều kiện đặc thù, mỗi doanh nghiệp đã chủ động xây dựng cho mình những phương án linh hoạt trong sản xuất trên nguyên tắc an toàn mới sản xuất phải an toàn. Có doanh nghiệp thì vẫn duy trì 3 tại chỗ, có doanh nghiệp thì thực hiện một cung đường 2 điểm đến, thường xuyên tầm soát xét nghiệm COVID-19 cho người lao động để ổn định nguồn nhân lực, đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp được liên tục. Cùng với đó, các doanh nghiệp cũng đang nỗ lực thay đổi mô hình, tái cấu trúc hoạt động cho phù hợp với trạng thái bình thường mới, tích cực chuyển đổi số và nắm bắt cơ hội để phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh. Sang cái năm 2022 thì chúng tôi cũng phải xác định thích ứng an toàn với cái dịch bệnh. Chúng tôi cũng đã có nhiều cái giải pháp tập trung đẩy mạnh cái công tác thị trường, làm sao để thúc đẩy cái việc bán hàng đa dạng, mẫu mã sản phẩm, nâng cao cái chất lượng sản phẩm, sắp xếp lại cái nguồn nhân lực, tiết kiệm trong cái quá trình sản xuất để đảm bảo cái tính hiệu quả của sản xuất kinh doanh. Ngay đầu quý 1 này là chúng tôi sẽ tiếp tục tuyển dụng cái nhân sự để đáp ứng các kế hoạch mà chúng tôi đặt ra. Cái thứ hai là chúng tôi tiếp tục mở rộng cái thị trường thích nghi với cái điều kiện kinh tế trong cái giai đoạn tình hình mới, quyết tâm thực hiện tốt vừa cái công tác phòng chống dịch cho chính bản thân và đạt tăng trưởng từ 20 đến 30% doanh thu so với năm 2021. Thực tế trải qua khó khăn thách thức của đại dịch COVID-19 trong suốt 2 năm qua, các doanh nghiệp Thanh Hóa đã cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt trước những biến động của nền kinh tế. Kinh nghiệm vượt khó, sự linh hoạt chủ động của doanh nghiệp cùng với hàng loạt các chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế vừa được chính phủ ban hành, sự quan tâm tháo gỡ khó khăn kịp thời của cấp ủy chính quyền địa phương trong lưu thông vận chuyển hàng hóa, nguồn nhân lực, vaccine phòng dịch đang tạo động lực cho các doanh nghiệp phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng khả quan cho năm mới 2022. Bản tin Thanh Hóa ngày mới xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Theo thông tin từ Trung tâm Công nghệ Phòng chống dịch COVID-19 quốc gia, ứng dụng PC COVID sẽ gửi các thông báo đến những người dùng từng đến địa điểm, từng di chuyển phương tiện hay tiếp xúc gần với F0. PC COVID sẽ cảnh báo người dùng nếu có quét mã QR cùng một địa điểm với F0 trong vòng 1 giờ đồng hồ. Việc cảnh báo tự động cho người dân khi đến những địa điểm có F0 sẽ giúp mọi người chủ động theo dõi sức khỏe và có các biện pháp phòng chống dịch kịp thời để bảo vệ bản thân và người xung quanh. Để thuận lợi cho người dùng, đơn vị phát triển đã liên tục bổ sung các tính năng tiện ích cho PC COVID như cho phép người dùng có thể quét mã QR khi không có kết nối Internet, khai báo y tế hay gửi phản ánh offline, tự khai mũi tiêm và ví giấy tờ.
Ban Quản lý Quỹ Vaccine Phòng chống COVID-19 cho biết, tính đến 17 giờ ngày 12 tháng 2 năm 2022, quỹ đã chi 7.672,2 tỷ đồng. Trong đó, quỹ đã thực hiện xuất mua vaccine phòng COVID-19 là 7.667,6 tỷ đồng và chi hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 là 4,6 tỷ đồng. Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 đã mở tài khoản cho 3 loại tiền là Việt Nam đồng, đô la Mỹ và euro tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước và 7 ngân hàng thương mại cổ phần gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Các cá nhân có thể tổ chức nộp tài khoản nêu trên hoặc nhắn tin ủng hộ qua tổng đài 1408 của Bộ Thông tin Truyền thông. Tính đến 17 giờ ngày 12 tháng 2 năm 2022, tổng số tiền huy động vào quỹ là 8.872 tỷ đồng, bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 59,2 tỷ đồng, số dư quỹ cuối ngày 1.999,8 tỷ đồng, tổng số tổ chức cá nhân đóng góp ủng hộ là 592.653. Viện Dư luận Xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai cuộc thăm dò dư luận xã hội về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi và công tác phòng chống dịch COVID-19. Đối tượng thăm dò dư luận xã hội, các tầng lớp nhân dân, thời gian tổ chức thăm dò dư luận xã hội từ ngày 11 tháng 2 năm 2022 đến ngày 15 tháng 2 năm 2022, hình thức thăm dò dư luận xã hội, hình thức trực tuyến, điện thoại, internet, tin nhắn, email, Zalo. Địa bàn thăm dò dư luận xã hội 63 tỉnh, thành phố. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các tầng lớp nhân dân hỗ trợ, phối hợp tổ chức thăm dò dư luận xã hội bằng hình thức trực tuyến tại địa phương, cơ quan, đơn vị, theo hướng dẫn trên màn hình. Theo các chuyên gia y tế, khi điều trị tại nhà, người nhiễm COVID-19 hay còn gọi là F0 nên trang bị các kỹ năng tự chăm sóc đúng cách giúp nâng cao sức khỏe cũng như giảm tỷ lệ diễn biến nặng, hạn chế lây nhiễm COVID-19 cho gia đình và cộng đồng. Thứ nhất, người nhiễm nên cách ly trong không gian riêng biệt, có nhà vệ sinh riêng, có cửa sổ, có thể sử dụng thêm quạt hoặc máy lọc không khí để đảm bảo không gian thông thoáng. Người bệnh chỉ nhận đồ vật hoặc thực phẩm gián tiếp từ người nhà. Thứ hai, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và dung dịch chứa cồn. Các thời điểm được khuyến cáo rửa tay bao gồm rửa tay trước và sau khi nấu ăn, trước và sau khi ăn, sau khi ho, hắt hơi, sổ mũi, sau khi chạm vào các vật dụng bề mặt, sau khi đi vệ sinh và sau khi thu dọn rác thải. Thứ ba, F0 nên đeo khẩu trang đúng cách, không khạc nhổ trong không gian chung, che miệng mũi bằng khăn giấy khi ho, hắt hơi và vứt tờ giấy đó vào thùng rác thải riêng có nắp đậy. Thứ tư, người nhiễm nên sử dụng dụng cụ ăn riêng, tự rửa dụng cụ bằng nước nóng hoặc xà phòng. Đối với các đồ vải cá nhân như quần áo, đồ lót, F0 cũng nên giặt riêng với nước ấm, sấy và phơi khô ở không gian riêng biệt trong nhà. Thứ năm, người nhiễm cần tự vệ sinh bề mặt môi trường ít nhất một lần mỗi ngày theo quy trình như sau: làm sạch tường, bề mặt, sau đó lau bằng dung dịch khử khuẩn, cuối cùng lau lại bằng nước sạch. Thứ sáu, việc thu gom xử lý rác thải cũng cần thực hiện đúng cách. Trong phòng cách ly nên sử dụng thùng rác có nắp kín, mở bằng chân. Trong thùng rác có lót túi ni lông, khi rác đầy cần thu gom lại, buộc chặt túi rác và xử lý theo đúng quy định về rác thải y tế. Thứ bảy, người nhiễm và người chăm sóc không nên tiếp xúc với vật nuôi, cũng không nên để vật nuôi của gia đình tiếp xúc với người và vật nuôi của các gia đình khác. Với người chăm sóc F0, các bác sĩ khuyến cáo phải luôn đeo khẩu trang, sử dụng găng tay y tế khi chăm sóc cho người nhiễm, tuân thủ 5K, biết cách phòng tránh lây nhiễm cho bản thân và cộng đồng. Bên cạnh đó, cần thực hiện khai báo y tế cho bản thân và cho người nhiễm COVID-19 mỗi ngày một lần, theo dõi sát diễn biến của người bệnh để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường. Sau Tết Nguyên đán, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh tại các cơ sở y tế trong tỉnh tăng cao, số ca nhiễm SARS-CoV-2 được phát hiện qua sàng lọc tại cơ sở y tế cũng gia tăng. Do vậy, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Thanh Hóa đã tăng cường các giải pháp kiểm soát lây nhiễm COVID-19. Ghi nhận tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Thanh Hóa, sau Tết Nguyên đán, bệnh nhân khám điều trị nội trú và ngoại trú đều tăng cao. Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 ngày càng nhiều, đa phần không xác định được nguồn lây, các cơ sở khám chữa bệnh đã mở rộng đối tượng xét nghiệm sàng lọc. Chỉ riêng trong 5 ngày, từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 2, toàn tỉnh đã có gần 1.500 ca mắc COVID-19 được phát hiện qua test nhanh sàng lọc tại các cơ sở y tế. Sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán thì lưu lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung thì cũng tương đối tăng cao. Một số trường hợp đến cũng có nhiễm SARS-CoV-2, thì những đối tượng mà xét nghiệm mà dương tính thì nếu như có triệu chứng và có bệnh nền thì chúng tôi sẽ đưa vào trong khu điều trị. Còn nếu những đối tượng không trong diện thuộc vào đưa vào điều trị thì chúng tôi sẽ chuyển về trạm y tế xã để điều trị F0 tại nhà. Cùng với việc tăng cường phân luồng sàng lọc kiểm soát lây nhiễm COVID-19, các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh đã tăng cường nhân lực,
để chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân nội trú tại các khoa có bệnh nhân nặng, bệnh nhân mắc bệnh mãn tính và bệnh nhân cao tuổi để hạn chế nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ bên ngoài. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng 13 tháng 2, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Thanh Hóa. Ở Bắc Bộ trời tiếp tục rét, riêng ngày hôm nay vùng đồng bằng có nơi rét đậm, vùng núi và trung du rét đậm có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 đến 14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C và có khả năng xảy ra băng giá mưa tuyết. Từ đêm ngày hôm nay 13 tháng 2, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và có nơi có dông, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Để đẩy mạnh chuyển đổi số, ngày 11 tháng 10 năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành nghị quyết số 06 về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Song quá trình triển khai thực hiện nghị quyết đang có nhiều khó khăn, thách thức mà nếu không kịp thời tháo gỡ sẽ trở thành rào cản, làm chậm tốc độ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Yên Lạc, huyện Như Thanh bắt đầu sản xuất và xây dựng thương hiệu miến song Yên Lạc từ năm 2019 với 30% thị trường tiêu thụ là khách hàng ngoài tỉnh. Mặc dù xác định cần phải mở rộng thị trường để tăng năng suất, tăng doanh thu, nhưng đến nay hầu hết phương tiện quản lý doanh nghiệp vẫn chỉ được thực hiện thủ công. Việc quảng bá cũng chỉ dừng lại ở một phần nội dung đơn giản thông qua ứng dụng truy xuất nguồn gốc QR code. Cơ bản là cái bộ máy quản lý thì hầu như là cũng có tuổi, cho nên là hắn cũng có cái mức độ hạn chế. Gặp cái lứa tuổi trẻ thì hắn không quay về hắn làm, bây giờ đang động viên một số đến về hắn làm hắn kế cận cho mình, nó tiếp cận đây cái thông tin mạng tốt hơn. Rất cần được cái sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, đặc biệt là bên các cái ngành chuyên môn để tạo cái điều kiện là tập huấn hoặc là được là trao đổi thêm, là có những cái học hỏi để là tiếp cận hắn nhanh hơn. Không chỉ thiếu nhân sự có kinh nghiệm và trình độ để triển khai dự án chuyển đổi số, các đơn vị địa phương trong tỉnh cũng đang khá bối rối khi phải thay đổi tư duy, cách làm việc truyền thống, chuyển sang cách làm việc mới qua ứng dụng công nghệ thông tin dựa trên nền tảng số. Trong khi đó, hạ tầng công nghệ chưa được đầu tư đồng bộ, hệ thống phần mềm ứng dụng chưa thống nhất, cơ sở dữ liệu chưa kết nối liên thông, chưa đủ nguồn lực kinh tế để đầu tư cho lĩnh vực này, cũng khiến công tác chuyển đổi số rất hạn chế. Chúng ta không ra hoạt động ở ngoài trời nên là ảnh hưởng thời tiết của khí hậu cũng có làm giảm đến các hiệu suất, làm đến chất lượng hình ảnh, nội dung, hay là cái hệ thống truyền tải cũng bị ảnh hưởng do cái hệ thống mạng, nên là cũng mong muốn là được sự quan tâm của các trên làm sao xây dựng được cái hệ thống phần mềm và hệ thống đường truyền đảm bảo liên tục, đem lại cái hiệu quả thiết thực trong cái dữ liệu hình ảnh camera. Để rồi người dân mà hiểu được, sử dụng được, mà coi đó là một cái nhu cầu thiết yếu, thì chúng tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới thì đối với đơn vị cung cấp các cái dịch vụ thì cũng phải quan tâm hơn nữa, phối hợp hơn nữa và đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Để rồi cùng với địa phương chúng tôi trong cái quá trình mà triển khai thực hiện thì có những cái vấn đề gì thì gặp khó khăn vướng mắc thì cũng thường xuyên để phối hợp chặt chẽ để rồi tháo gỡ những cái khó khăn. Thực tế cho thấy, ngoài việc chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật thì con người là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của chuyển đổi số. Do đó, bên cạnh việc hoàn thiện hạ tầng, người đứng đầu các cơ quan đơn vị tập trung đào tạo nhân lực liên quan đến lĩnh vực này nhằm gạt bỏ bớt rào cản để nhanh quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Từ đó, tạo nền tảng thực hiện thành công mục tiêu đưa Thanh Hóa trở thành một trong 10 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số vào năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, trước nguy cơ mất an toàn giao thông do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ 10 tăng cao những ngày sau Tết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thanh Hóa đã bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường này nhằm phòng ngừa không để xảy ra tai nạn giao thông. Quốc lộ 10 có chiều dài 212 km nối các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Hải Phòng và Quảng Ninh. Trong đó, riêng qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa dài hơn 45 km. Hiện nay dọc trên quốc lộ 10 đang có nhiều địa điểm du lịch tâm linh. Hàng năm vào những ngày sau Tết có rất đông phương tiện cá nhân đi tham quan du lịch, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến, ngay từ mùng 2 Tết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu đội Cảnh sát Giao thông số 1 huy động tối đa lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động, kịp thời phát hiện xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn. Chúng tôi thì chia thành hai tổ công tác, tập trung vào những giờ cao điểm và phương tiện đông, trong đó tập trung xử lý người điều khiển phương tiện trong hơi thở có nồng độ cồn, chú ý đến cái xe mô tô cũng như ô tô, đảm bảo làm sao cho bà con đi lại một cách an toàn. Tính từ ngày mùng 2 Tết đến nay, đội Cảnh sát Giao thông số 1 đã kiểm tra xử lý lập biên bản hơn 30 trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn. Việc tăng cường kiểm tra phát hiện xử lý vi phạm này được người dân đồng tình ủng hộ. Người dân còn dư âm ngày Tết thì trong cái lúc tham gia giao thông, tôi cũng đồng tình với những gì lực lượng công an giao thông tham gia để tăng cường xử lý những cái trường hợp mạnh hơn nữa để cho hạn chế, cho uống rượu bia vào là khi tham gia giao thông là rất là nguy hiểm, không chỉ cho bản thân họ mà ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông nữa. Với việc tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là xử lý vi phạm nồng độ cồn của lực lượng Cảnh sát Giao thông trên tuyến quốc lộ 10, hy vọng sẽ góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và ngăn ngừa kiềm chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên tuyến. Bản tin Thanh Hóa ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.